Xin chào cả nhà thân yêu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên đầy đủ là An Thị Chín, đến từ thành phố Thái Nguyên. Tôi nickname là An Thị Chín và tôi hiện tại là chủ nhiệm câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Rất mong chào đón tất cả các anh chị em, quý vị và các bạn từ mọi miền khắp nơi trên cả nước, cả thế giới hội tụ về thành phố Thái Nguyên và tham gia với câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai để thỏa niềm đam mê ca hát và chúng ta cùng tỏa sáng với câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Xin chào cả nhà thân yêu, tôi là Vũ Thị Hòa, đến từ phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, nickname là Hòa Vũ, là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Xin chào cả nhà thân yêu. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Nhung, đến từ thành phố Thái Nguyên, mình có nickname là Nhung Nguyễn, mình là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Xin chào tất cả mọi người. Tôi tên là Thắng, nickname là ông Cao Thắng. Ông Cao Thắng không có đông nhi cho nên là tôi bỏ dấu ạ. Ông Cao Thắng không giấu. Tôi tới từ Thái Nguyên. Vâng, xin thưa mọi người, tôi là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Chào tất cả mọi người. Tôi là Lích Nguyễn Tùng. Tôi đến từ thành phố Thái Nguyên yêu quý. Tôi rất vui được đồng hành với câu lạc bộ Sao Mai. Tôi là quản trị viên Nguyễn Tùng. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Thu Hoài, nickname Thu Hoài, đến từ ATK Định Hóa Thái Nguyên. Rất vui được làm quen cùng mọi người, mình là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Xin chào mọi người, tôi Lích Nguyễn Biên, quản trị viên của nhạc xưa Sao Mai, hiện tại sinh sống phường Chùa Hàng, thành phố Thái Nguyên. Tôi Nguyễn Lan, nickname Nguyễn Lan, đến từ thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên. Tôi là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Xin chào tất cả mọi người. Chào cả nhà, thế tôi là Trần Đức Thủy ở thành phố Thái Nguyên. Nick của tôi là Trần Đức Thủy. Tôi là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Tôi là Khôi Hoàng, tôi đến từ thành phố Thái Nguyên. Rất vui được làm quen với tất cả các bạn trên mọi miền đất nước. Tôi là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào mọi người, tôi tên là Ân Thị Hiền. Nick Facebook của tôi là Giá Như, tôi đến từ thành phố Thái Nguyên. Tôi là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Tên là Huy Cương, nick Facebook là Huy Cương, đến từ Bắc Ninh, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bắc Ninh. Tôi là quản trị viên của nhạc xưa Sao Mai. Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Lương Đức Trọng, nickname là Lẩu Trọng Thiềm, đến từ ATK Định Hóa, là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Tên tôi là Lý Thu Hường, tôi đến từ thành phố Thái Nguyên. Tôi là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Xin chào cả nhà thân yêu ạ. Tôi là Hà Thị Hằng, đến từ thành phố Bắc Giang. Facebook của tôi là Hằng Hà. Tôi là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Xin chào các bạn. Tên tôi là Nguyễn Tuân, đến từ ATK Định Hóa. Nickname của tôi là Nguyễn Tuân. Tôi là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Xin chào cả nhà thân yêu nhé. Em tự giới thiệu, em tên là Toán Phùng ạ, đến từ thành phố Bắc Ninh. Em là quản trị viên của nhạc xưa Sao Mai. Em xin chào tất cả mọi người. Xin chào, tôi tên là Ngô Quang Long ở phố Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội. Tôi là quản trị viên của câu lạc bộ nhạc xưa Sao Mai. Nickname của tôi là Quang Long.